Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai cũng có review một số cây nguyệt quế tại nhà của anh Đỉnh nha bà con. Rồi chào anh Đỉnh đây. Dạ, mến chào bà con. Mến chào anh Quốc, mến chào kênh là TK. Hôm nay em có về một số phôi nguyệt quế độc lạ. Giá cũng rẻ nha bà con. Mong bà con thấy thích thì ủng hộ em. Chân thành cảm ơn bà con những clip vừa qua đã ủng hộ em và tạo cho em một cái động lực để phát triển. Hôm nay em cũng mới về một số phôi rất đẹp để phục vụ cho bà con. Em Đỉnh ở ấp Sông Đồng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0327272552. Rồi, phôi đầu tiên cũng là nguyệt quế nha bà con. Số 1, dáng lông lắc lượng, căng gút. Số 1. Đó, đế rất là dữ nha bà con. Dáng thì uống lượng vật, uống éo rồi cây. Cao là 110, hoành thân là 40. Rồi, phôi này em xin bán bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, là 3 triệu nha bà con. Cây rất đẹp. Rồi, đổi cây. Tiếp theo là phôi số 2, cao 81, hoành thân 28. Giá của cây này là 700 nha bà con. Số 2, cao 81, hoành thân là 28, giá 700 nha bà con. Rồi xuống phôi tiếp theo là phôi số 3 với phôi số 1 nãy là cũng là một dáng nha bà con, nhưng nó không lắc lượng bằng, củ đế là rất quái nha bà con. Đó, cao cũng là 1m1 nha bà con, hoành thân 37. Số 3, đó, đế rất là dữ nha bà con. Cây này mà cây mai khỏi chê nữa. Rồi em xin bán cây này là 2,5 triệu nha bà con. Rồi đổi cây. Là thông báo là từ nãy giờ là nguyệt quế lá nha, chung bông chùm nha bà con, quên nói với bà con nữa. Cây này cao 1m1 luôn nha bà con. Hoành thân là 51, tam tài ly lên là ngũ phúc nha bà con. Đế rất lực nha bà con. Đó, đây đem quay chậm lên chào. À, ba nhá, ba chi lên là tam tài, lên trên là ra năm tược là ngũ phúc nha bà con. Đế rất đều và rất lực. Rồi, cây này có giá là 3,5 triệu nha bà con. Tại vì đây cây số mấy ta, số 4. Rồi tiếp theo là cây số 5, hoành thân 36, dáng tàn quái nha bà con. Số 6, cây này số 6 không khách? Số 5. Số 5, hoành thân 36, cao 69, giá 1 triệu nha bà con. Lá chung bông chùm và trắng luôn, thấy không? Nó lại lá nhỏ nhưng mà em không báo lá nhỏ nha bà con, em báo lá chung thôi. Là cái vườn lúc hỏng đó. Hôm nay còn em bứng hết luôn. Hoành thân 42, cao 49 nha bà con.
giá 1,5 triệu bà con. Cây rất đẹp. Số 6. Củ đế nè bà con, số 6. Hoành thân 42, cao 49. Giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi, cây số 6 giá 1,5 triệu. Bao ship toàn quốc anh đã. Bao ship toàn quốc cho bà con hết. Em bán em bao ship nha, cái phôi làm bao ship hết. Còn nào cây tàn là em chỉ ship được có 200 km thôi nha bà con. Hoành thân 44, cao là 57. Ủa phải không ta? Ủa cao, cao 40. Cao 40. Hoành 44. Hoành 44. Chà vậy là chắc. À hoành thân này chắc 44, để em ra lại. Hoành thân này 44 nha bà con. 44 phải không đây nè. 40 à. Thôi đo gì đi cho dễ, 41 đi. Rồi hoành 41. Hoành 41. Còn tổng hai hoành là 57 nha bà con. Rồi. Tổng hai thân mẫu tử là 57. Giá của cây này là 2,5 triệu thôi nha bà con. Cây số 7. Cây số 7 giá 2,5 triệu. Cây số 7 giá 2,5 triệu nha bà con. Cây rất đẹp. Tiếp theo là cây số 8. Tuyến mãi ngày mai luôn nha bà con. Mai nhỏ nha bà con. Đó. Hoành thân 41. Cao 63. Giá của cây này 1,8 triệu bán rẻ luôn nha bà con. 1,8 triệu. Rồi. Đế rất đẹp. Rồi. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 là hoành thân 26, cao 42. Giá 600 nha bà con. Số 9 giá 600. Hoành thân 26, cao 42. Giá 600. Trời đang mưa bà con thông cảm nha bà con. Cây số 10. Cây số 10. Cây số 10 có hoành thân 22, cao 83. Giá đồng giá 600 luôn nha bà con. Em bán này cũng mãi luôn nha bà con. Rồi. Rồi, giải xích ở đây đi. Nhiều lắm rồi. Cây này đó chưa? Cây số 11. Cây số 11 rất khủng nha bà con. Đế gắt đế nha. Lý do là cái cây này anh chủ đi nước ngoài không nhận được. Đây em mới quay về. Anh chủ mua của cây này anh điện về là cho em là do đi nước ngoài rồi cây không nhận được nên quay đầu về. Đâm chồi đâm tược hết nha bà con. Đó. Hoành thân 42. Cao là 52. Tổng hoành chắc 6 mấy luôn quá. Em đo coi. Này nha. Dạ. Chưa tới cổ đế nha bà con. 60 đi. 60. Rồi. Cây này em bán là 3 triệu nha bà con. Cây số mười mấy ta? 11. 3 triệu nha bà con. Đế rất đẹp. Rồi cây số 12 ha anh Đỉnh. Dạ tiếp theo là cây số 12 nha bà con. Bị ở ngoài trời nó đang mưa nên em dời vô nhà. Cây số 12 là hoành thân 29, cao 59. Đó. Giá 750 nha bà con. Em bán toàn quốc giá 750. Bao ship toàn quốc cho bà con. Cây rất nặng nha bà con. 750. Rồi mình đọc số điện thoại lần nữa lên đến đây. Số điện thoại của em là 0327272552. Cũng là số Zalo của em nha bà con. Hoành thân 33, cao 40. Giá 1 triệu nha bà con.
Cây số 13. Cây số 13 giá 1 triệu. Rồi. Chưa có gì chân á, để quay cho người ta coi giọng mà chưa quay nữa. đang trời mưa. Rồi. Cây số 13 giá 1 triệu nha bà con. Rồi, hoành thân 33, cao 40. Rồi. Rồi đó hai anh. Rồi giá 1 triệu. Báo giá gọi là nó lụp liền đó. Cây số 14. Cây số 14 hoành thân 30, cao 72. Cũng một cây này 800 thôi nha bà con ơi. Cây số 14. Hoành thân 30. Cao 72, giá 800. Rồi. Chuyện ra đi. Tiếp theo là cái nãy còn sót cái cây tàn thông này, đọt non quá em cắt nó sát, nó hơi sát các bà con. Hoành 28. Ủa gì ngộ vậy, để đo lại đi. Cao 1m1. Nè, cái này nó có hai thân nha bà con. Nếu em đo hai thân là 42. Một thân là 29 nha bà con. Rồi. Cây này có giá 1 triệu bà con ơi. Bán bà con là 1 triệu bao ship toàn quốc. Rồi. Cây số 16. Cây số 16. Cây 16 này là cái cây trước nó lũ á nghe bà con, nó lũ trước em giới thiệu với bà con đó. Nào. Đó. Hoành thân là 43, cao 74. Đó, tại vì cái cây này bữa hổm cái anh nào điện đó mà em không có nhớ số điện thoại, rồi do em đi đám mà không có ghi lại kịp á, không có sổ ở đó. Cây này trước 900 mà cái sẵn qua đây em nhắn anh có xem được clip này thì gọi lại em để cho anh là 800.000 nha bà con, bao bật bán cho bà con cũng 800.000, ưu tiên cho cái anh gì đó em hết nhớ rồi. Rồi cây số 18. 16. Cây số 16. Rồi cây số 16 giá 800 nha bà con. Giá 800. Cây số 17. Cây số 17. Cây số 17 này là cao 1m1. Hoành thân ngang cổ rễ là 60. Rồi. Cây này em bán 3 triệu rưỡi nha bà con. Quay vòng đế. Cây số 17 3 triệu rưỡi, hoành thân ngang cổ rễ là 60. Trên neo là 56. Rồi. Rồi. 3 triệu rưỡi. Ba ship toàn quốc luôn. Ba ship toàn quốc, cây này rất rẻ, mong bà con xem và ủng hộ. Cây này rất lớn. Cây số 18. Cao 93, hoành thân 52. Cây này là 2 triệu 7 nha bà con. Cao 93, hoành thân 52, số 18. Em bán cho bà con toàn quốc 2 triệu 7, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, ok.
cây số 18 số 19 hoành thang 25 cao 60 bà con ơi, giá 500 rất rẻ, dáng trực, chi cành đều, lá nhỏ, lá chung bông chùm chứ là không phải lá nhỏ bà con. Em báo lá nhỏ nhưng mà em báo là lá chung bông chùm đi cho nó dễ, bà con được lá nhỏ thì bà con hài lòng. 500 cây vừa rồi số 19. Tiếp theo là cây số 20, hoành thân 27. Hoành thân 27 cao 54. Cây này bị bên tàn thông mà làm tét nhánh rồi em cắt nó xuống vậy luôn nha bà con. Rồi nên đế thì bao ok. Đế rất lực. À, củ đế rất nở nha bà con. Đó. Cái lô tàn thông đó, đế là rất lực ra. Rồi giá 600 thôi bà con ơi. Số 20 giá 600, hoành thân 27 cao 54. Giá 600 thôi. Cây 21 cuối clip. Còn cái bự nữa hả? Rồi vậy là cây 21, còn cây nữa nha bà con. Còn một cây nữa nha bà con. Để thấy một cây nó đâu có còn giấu ngoài một cây nữa. Để em coi cao nhiêu nha. Cao 39. Dạ, số thần tài luôn. Hoành thân ngay vị trí này là 45. Rồi. Đó. Giá 1,8 triệu bà con ơi. Bán khuyến mãi cho bà con luôn, giá 1,8 triệu. Cây 21. Ờ hàng chi có cây quá to bà con ơi. Dáng cây 22 đấy nghe bà con. Thôi được. Ừ. 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 Không để đâu đấy. Cây này quá to. Hay à, giờ em đo cây số 22 nha bà con. Đo tới cái nhánh chủ một cốt nó đóng tới đây rồi nó lắc lượng rồi, mình không tính cái lắc lượng đi, cái lắc lượng mình không tính. 1m33 bà con. Rồi, 1m33. Hoành thân ngang cổ rễ. Hoành thân ngang cổ rễ là 47 nha bà con. Rồi, 47. Quay vòng á. Dạ. Lắc lượng như con rồng trên nha bà con, một cốt thẳng nha bà con. Nhưng mà ác nó có cái cục gì nữa nè bà con ơi. Cục gì anh? Đây nè, đây nè, đây nè, quay qua. Đó, nghe tay em nè. Đó, bà hổm anh nào kiếm miệt quế mà có u nặng cục cục thì lên xù anh. Cái này em cũng không báo xù đâu, không biết đâu, cái này nó ngộ sao á. Rồi cây 22. Cây này bán 4,8 triệu nha bà con. Cây này độc lạ. Đó, dáng nó cũng ngộ hơn ta. 4,8 triệu bà con ơi. Rồi, cây cuối clip em mến chào bà con đã tin tưởng và ủng hộ em. Em mến chào. Rồi, chào anh Đỉnh luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.